nào vậy? Tới nào không biết luôn hả? Không. Tập trung quá ha. Em vẫn cương quyết làm công việc này đúng không? Không phải anh nói với mẹ là anh sẽ ủng hộ công việc của em hả? Anh nói với mẹ rồi. Giờ em nói cho anh nghe nè. Anh có tìm được cái công ty nào mà trả lương cho em cao như vậy với cái thực lực của em không? Nếu như mà anh tìm được cái công ty đó, em sẵn sàng em nghỉ. Mà em không hiểu sao anh không tin em. Hai đứa mình á, cưới nhau ở nhau bao lâu rồi, chưa tính cái thời gian yêu nhau nữa. Con mình bây giờ 6 tuổi rồi anh không tin em sao? Con Hương nó giải thích cho anh rồi. Anh không tin vợ mình hả? Thì anh biết là như vậy. Anh biết là em không có tình cảm với hắn ta. Nhưng mà cái vấn đề là nằm ở hắn ta kìa. Anh không thể nào mà nhìn vợ mình lúc nào cũng bị người ta nhìn ngó, rồi người ta gạ gẫm, rồi người ta thả thính, rồi cuối tháng còn nhận tiền của người ta nữa. Nhục lắm. Nhờ vậy nè, bỏ này qua một bên. Hứa với anh đi, khi mà anh khởi nghiệp là thành công rồi, em bỏ công việc này liền ngay và lập tức, được không? Em hứa với anh là nếu như mà gia đình của mình vượt qua khó khăn đó, lúc đó em sẽ nghỉ. Vanessa K.R, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Thiệt luôn á hả? Là ông kêu vợ ông ra nói chuyện, xong rồi vợ ông khóc lóc năn nỉ lại ông, rồi vợ ông quyết định là rút đơn xin nghỉ việc luôn. Trời ơi, không phải khóc bình thường đâu. Khóc mà thiếu điều quỳ lại tôi luôn á. Nắm cái giò tôi lết đi vậy nè. Ôi, kéo đi khắp sớm luôn. Kéo đi khắp cái công ty luôn. Đó, ghê chưa? Tôi có quy trong gia đình lắm. Thế vậy thôi, chứ tôi hất hàm liếc mắt cái là bà vợ tôi bà sợ quýu người. Ê, mà Tú, tôi hỏi cái này nha. Gì? Nếu mà vợ ông nghĩ vậy á, rồi ai sẽ là người trả nợ? Rồi hai vợ chồng bộ tính lấy tiền bảo hiểm thất nghiệp xài hả? Đó thì tôi tính hết rồi, bởi vậy tôi mới phải khởi nghiệp một cách hoành tráng trước khi vợ tôi nghỉ việc. Ủa mà làm cái gì cho tôi làm với? Có mấy cái phương án này hay cực kỳ luôn. Mới đúng á, cho tôi làm nữa, tôi tham gia nữa. Cho tôi tham gia với. Cái này phải cần mấy ông, càng đông càng tốt. Mình làm cái gì? Tập đoàn mà. Tập đoàn. Mình sẽ mở ra một tập đoàn quy mô liên kết về phương tiện giao thông. Trời ơi, giao thông luôn. Nghe hoành tráng không? Đường thủy hay đường bộ? Đường bộ. Đường thủy thì tôi chỉ có bằng lái. Mình sẽ mở ra một công ty, gọi là một cái app. Cái đó gọi là xe ôm công nghệ. Hiểu không? Hiểu đó. Nhưng mình bắt đầu từ đâu nè? Từ phương tiện có sẵn. Phương tiện có sẵn là xe máy của tụi mình đó. Đứa nào cũng có chiếc đúng không? Ê, tôi có chiếc xe đạp được không? Để ở nhà cho con chơi đi, ra đời làm nghề đi. Để mình đã tập trung. Phương tiện có sẵn. Tiếp tục. Rồi nhân công mình cũng có sẵn luôn. Là đâu? Ở đâu? Ba đứa tụi mình nè. Ba của mình luôn. Ba mình luôn. Trời ơi, công ty trách nhiệm hữu hạn 3 thành viên. Đó nè, phương tiện có sẵn, nhân công có sẵn. Mình thích thì mình lái, không thích thì mình tấp vô lề, mình ngủ, mình nghỉ. Không ai quán xuyến gì mình hết. Đó, còn rảnh ha, mình có thể đi làm shipper. Rồi thích nữa, mình có thể đi du lịch khắp Nam Châu bốn bể luôn. Trời ơi, mình lấy xe máy rồi mình chở khách đi du lịch luôn hả? Khách bo nữa. Nhiều khi cái tiền bo nó nhiều hơn tiền lương nữa. Quá tuyệt vời. Nói nghe nè, bạn bè tôi biết là ông đang rất là hứng thú. Như tỉnh đi cha. Trời đất ơi, ông có biết làm xe ôm công nghệ rồi áp yết rồi nè, cái đó đâu ra. Trời ơi, ông nói sao vậy? Của nhà trồng được luôn. Là sao? Ông nè, ông là lập trình viên mà mấy cái app này ông viết cái một. Dạ thưa anh, lập trình viên thì cũng có lập trình viên chat, lập trình viên chat, đúng không? Tới lúc mà tôi ra được một cái app bị lớn vậy nè, là chung quanh nó 80 cái app nó bị lớn vậy nè, chầu chực sẵn nó đè mình hết rồi. Thì ông viết lẹ lẹ lên. Được. Hay quá nè, coi đi. Nè, ông đáp xuống đất giùm tôi cái đi. Nghĩ làm sao mà bay trên cung trăng vậy? Bây giờ mấy cái tập đoàn của người ta là mỗi năm người ta lỗ biết bao nhiêu là tiền. Bây giờ tự nhiên ba đứa mình chui cái đầu vô rồi chết trong trọng hả? Làm sao được? Muốn chết hả? Coi chưa? Thấy bao nhiêu cái app trong đây người ta thất bại chưa? Thì không làm thử sao biết. Mấy ông hay quá thì đưa ra ý kiến đi chứ để tôi nói không vậy? Hay quá à. Nếu mà có ý kiến đã làm từ lâu rồi, chứ đâu có hẹn mấy ông ra đây ngồi cà phê bệnh vậy. Ê gì? Hay là mình bỏ cái chuyện mà tập đoàn về phương tiện giao thông đi. Tôi thấy bỏ là đúng rồi đó. Tôi mới nghĩ ra cái này hay hơn nè. Gì? Mình mở một tập đoàn về ẩm thực đi. Ẩm thực? Mở nhà hàng hả? Không phải. Gì? Cái này nó quy mô hơn nhà hàng nữa. Cái gì? Quán cơm bình dân. Rồi ai người nấu? Tôi nè. Trời nấu được không? Mấy tháng nay ở nhà nấu cơm cho vợ, cho con, cho mẹ tôi ăn, chồng được khen dữ lắm. Nếu bây giờ có ai mà chê ông nấu dở, ông có bị tổn thương không? Tôi không tổn thương, tôi đục với mỏ thằng chê. Vậy thì khỏi đi, ông không đục hết được thiên hạ đâu. Ông nấu dở ẹt là cha nội. Đúng rồi đó. Dở thì có nấu nhà tôi ăn được thì thiên hạ cũng ăn được thôi. Mình nấu cơm cho người trong gia đình mình ăn, nó quy mô gia đình nó khác. Còn khi mình mở cái quán cơm để nấu cho tất cả mọi người ăn thì nó phải khác chứ. Trời ơi, làm gì cũng không được. Bây giờ mấy ông có sáng kiến gì nói đi. Không có ai như ông vậy đó. Nghĩ làm sao vậy? Dám hùng hồ tuyên bố với vợ mình như vậy. Hùng hổ mày. Ừ, dám hùng hổ tuyên bố với vợ mình như vậy. Mà tôi kêu ông á, tôi khuyên ông á, nói vợ ông á rút cái đơn rồi xin nghỉ việc lại đi. Được thì tôi kêu rút lâu rồi. Sao vậy? Đàn ông nói ra là không có được nuốt lời. Nuốt đi. Đó, đây đó. Làm gì vậy? Đó là nuốt nè. Thêm một ly nữa cho có lời. Đó, đó. Nè, yên tâm đi. Cái gì mà đút cái ly vô miệng tôi như... Cái nuốt lời á, nó dễ như nuốt nước trong ly vậy đó, hiểu không? Mình lỡ uống rồi thì nuốt đi ra gặp vợ nói lại. Khoan mấy ông ơi. Gì? Dạ. Có rồi. Nó hiện ra trước mặt tôi rồi. Đây sẽ là một kế hoạch tuyệt vời. Chúng tôi sẽ cung cấp các dạng ly, tách, bình giữ nhiệt. Từ từ, nhiều đó đánh cũng xong nữa. Đâu? Các dạng ly tách, có phải không? Chấm gạch gì muốn làm gì đó làm. Xóa luôn cũng được rồi. Bình giữ nhiệt, bình lắc, cầm lắc á. Nó mà mấy cái này là mình coi như là tiết kiệm. Không, cái này nói riêng, không cần ghi vô đó, nói cho mình hiểu thôi, đúng không? Đó, mình làm bằng là chất liệu thân thiện với môi trường, đặc biệt những cái bình giữ nhiệt, bình lắc như vậy nè, đó là mình có thể tái sử dụng nhiều lần. Nếu khách hàng mà mang cái này đến một cái cửa hàng nào đó bất kỳ đó, thì mình sẽ giảm giá hoặc là mình tặng thêm một phần nước. Rồi ghi vô đi. Ủa, như cái đây là biểu tôi ghi hả? Ừ. Tao tự giải thích cho tao hiểu. Giải thích có 2 câu thôi, còn này ghi đi, tự nhớ nha. Xong chưa? Mày coi cái đúng không? Viết cái gì vậy? Bài hát. Giỡn mặt đó hả? Chứ mày đọc gì sao kịp? Làm lại. Mày nắm ý mà làm chứ. Bình lắc, bình giữ nhiệt, tái sử dụng. Rồi cho sao xóa rồi. Trời ơi. Lại đi. Tái sử dụng. Khách hàng mang này đến cửa hàng sẽ được tặng một phần nước free. Rồi, ok. Anh xem qua đi, tụi em sẽ trình bày cái bản parabol này. Đây là một chiến lược là rất là đột phá. Tụi em sẽ giải quyết được vấn đề rác thải nhựa từ ly sử dụng một lần của các công ty cũng như là các cửa hàng đồ ăn uống. Anh cứ xem qua đi anh. Dạ. Thắc mắc chỗ nào tụi em sẽ giải thích chỗ đó. Dạ, đây tụi em có soạn sẵn một cái hợp đồng. Dạ, anh xem qua đi. Tụi em sẽ có 3 dòng gọi vốn. Dạ. Ở dòng đâu? Tụi anh hẹn cuối tuần ký hợp đồng. Chủ đầu tư bỏ 100.000 đô cho dòng gọi vốn đầu á. Ký xong anh cần em về phụ anh quản lý. Dạ, mời sếp. anh mời em đi ăn trưa được không? Dạ, em có đặt bàn này, em gặp đối tác. À, vậy anh đi chung với em luôn được không? Dạ thưa sếp, thư ký của em đặt chỗ rồi nên chắc không được đâu, cố định chỗ. Chị! Dạ, em chào anh. Chị ơi chị, taxi tới rồi chị. À, vậy hả? Em xin phép sếp, em đi trước nha. Alo, dạ nghe. Ừ, anh đây. Anh nói với bọn họ rồi là anh không đầu tư nữa. Mà chú coi kiếm người khác để triển khai đi nha. Anh thấy dự án này hay đó. Dạ rồi, anh cứ giữ hồ sơ lại đó đi. Em sẽ cho người qua triển khai cho anh. Mà chú chơi chiêu này ác thiệt nha. Đó là tâm huyết của người ta đó. Thì tâm huyết mình mới chơi chứ anh. Mà ân oán gì vậy? Nói chung là chuyện nó dài lắm. Để em nói sau. Anh chỉ cần biết là em đang muốn dạy cho trẻ trâu một bài học, cho nó biết thế nào là lễ độ. Vậy nha. Bữa khác em nói chuyện tiếp với anh. Có gì em gọi lại sau nha anh ơi. Tưởng hay hả? Ráng đi. Ráng ở nhà tiếp tục một vài dự án nữa đi. Rồi móc mỏ ra mà chờ. Cho chừa cái tội dám bắt người thương của tôi nghỉ việc.